Đô Mỹ nha. Người nước ngoài ấy, người ta đâu biết đâu. Về an toàn nhất thì đô nước ngoài đấy. Mùa thịt luôn. This way. Yeah. Đẹp nhá. Tới bữa em về em bỏ quà đâu, em 20 cân mà. Chắc mày mua ba lô nữa, ba lô đắt không? Mua ba lô thì nó Còn nếu không mua thì em có thể mượn cái ba lô nhỏ của bác không? Thì hôm bác về cho em ra đón đó. Thì em gửi trả cũng được, đúng không? That's just the extra thread, that's all. Dễ thương mà nhỉ? Đôi kia đẹp kìa. S$8 đô đó hả, cả 2 đôi hả? Không thấy ghi giá nhỉ? Hello Kitty.